Vừa rồi là những thông tin thời sự đáng chú ý. Bây giờ chúng ta kết nối với phim trường thời tiết cùng chị Hằng My ạ. Tối và đêm nay thời tiết Nam Bộ có tạnh ráo hay không chị? Dạ vâng, trời tạnh ráo và rất thuận lợi cho các hoạt động ngoài trời vào tối nay tại hầu khắp các tỉnh thành của Nam Bộ đấy ạ. Nhiệt độ nhiều nơi thấp nhất chỉ ở ngưỡng là 23 cho đến 25 độ C, cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Riêng tại Lai dự báo thấp nhất đêm nay chỉ 22 độ C, trời có vẻ hơi lạnh. Nếu quý vị ra ngoài thì nên mang theo áo khoác. Sang ngày mai nắng sẽ lên sớm từ sáng và kéo dài cho đến trưa chiều. Nhiệt độ cao nhất ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa, xuống đến Vĩnh Long, Cần Thơ, Châu Đốc hay là Trà Vinh, Vũng Tàu ở ngưỡng là 32 đến 34 độ C. Không chỉ nóng mà chỉ số tia UV ở tại thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ hay Cà Mau cao nhất ngày mai còn lên đến mức 7, mức 8. Đây là mức gây hại rất cao cho da và mắt. Quý vị ra ngoài trong khung giờ từ 11 giờ đến 15 giờ cần có các biện pháp chống nắng một cách hiệu quả. Còn về thời tiết cụ thể tại thành phố đảo Phú Quốc, ngày mai dự báo ban ngày trời nắng mạnh. Nếu ở lâu ngoài trời, quý vị sẽ cảm thấy khá nóng. Nhiệt độ cao nhất ngày ở ngưỡng là 31 độ C. Còn tối và đêm thì trời lại mát với mức nhiệt là 26 độ C. Với vùng biển, từ Bình Thuận cho đến Cà Mau, lưu ý là đêm nay và ngày mai có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Còn khu vực biển, từ Cà Mau cho đến Kiên Giang, quanh Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu thì thời tiết lại tốt. Trời chủ đạo là nắng, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc, thổi cấp 4.